Với tôi, Pele, Maradona và Johan Cruyff là ba cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, Van Basten nói với tạp chí France Football ngày 28 tháng 9. Khi còn nhỏ, tôi muốn được như Cruyff. Pele và Maradona cũng thật đáng kinh ngạc. Van Basten thừa nhận Messi suýt lọt vào danh sách, nhưng ông loại nhà vô địch World Cup 2022 khi so sánh với Maradona. Messi cũng là một cầu thủ xuất sắc nhưng Maradona cá tính hơn, cựu danh thủ người Hà Lan nói thêm. Messi không phải là người đứng đầu trong các cuộc chiến. Tôi cũng không quên Cristiano Ronaldo, Michel Platini hay Zinedine Zidane. Messi giành World Cup và quả bóng vàng World Cup 2022 tại Qatar hôm 18 tháng 12 năm 2022. Pele vô được World Cup nhiều nhất với 3 lần cùng tuyển Brazil vào các năm 1958, 1962 và 1970. Nhưng mặt khác, Pele chưa bao giờ tới châu Âu thi đấu ở cấp câu lạc bộ và giành quả bóng vàng. Từ khi ra đời vào năm 1956 cho đến năm 1994, quả bóng vàng chỉ dành cho cầu thủ châu Âu. Năm 1995, danh hiệu mở rộng cho cầu thủ thi đấu tại châu Âu, rồi mở rộng ra phạm vi thế giới. Maradona từng giành một World Cup vào năm 1986. Nhưng huyền thoại quá cố người Argentina không có quả bóng vàng và cúp C1, danh hiệu lớn nhất cấp câu lạc bộ. Trong khi đó, Cruyff chưa bao giờ giành World Cup. Ông là ngôi sao của tuyển Hà Lan vào chung kết World Cup 1974, nhưng thua chủ nhà Tây Đức 1-2. Cruyff có 3 quả bóng vàng, giống như Van Basten và Michel Platini, khi đăng quang vào các năm 1971, 1973 và 1974. Ông cũng giành 3 cúp C1 liên tiếp với Ajax vào các năm 1971, 1972 và 1973. Cũng như Cruyff, Van Basten chưa bao giờ giành World Cup, nhưng ông có 3 quả bóng vàng vào các năm 1988, 1989, 1992, 2 cúp C1 năm 1989, 1990 và chức vô địch Euro 1988. Messi đang giữ 2 kỷ lục giành 7 quả bóng vàng và 44 danh hiệu tập thể, trong đó